Hello mọi người, tối nay sẽ vừa mới về một cái lô hàng khá là đẹp ha, mấy nhẹ hiệu à, các mấy anh mấy chị hay là mấy bà mấy cô đồ mà thích gì mà nhẹ đó là chắc chắn sẽ rất thích này. Và đặc biệt nữa là nó có ba cái đặc điểm mới nha. Mẫu này mới là thứ nhất là nó có thể làm xỏ chân vô mà không cần phải cúi người xuống. Đây nó cứ gì này ha, mình chỉ cần xỏ chân vô thôi, mình không cần phải cúi người xuống luôn, đứng thẳng xỏ chân vô là xong. Hand free ha, không cần dùng tay. Có một cái đặc điểm là gì, machine washable, có nghĩa là mình có thể giặt trong máy giặt bình thường ha, không có sợ bị bung keo xúc chỉ gì đâu, giặt thoải mái trong máy giặt. Và thứ ba nữa là gì, là nó sẽ ôm theo cái bàn chân của mình theo chiều ngang ha. Đó là ba đặc điểm của cái dòng này. Và nó là handphone box, đây là cái hộp của nó rất đẹp ha. Thì trên cái hộp của nó này nó có gì, cái hộp này khá là đẹp, các anh chị mua về có thể làm quà tặng được nha. Cái hộp lâu lâu mới có được cái hàng mà cái hộp đẹp vậy, chứ bình thường mấy cái hộp nó hàng để lâu trong kho nó hư chưa. Đó, cái hộp của nó mình có thể mua để làm quà tặng. Và riêng cái mẫu này á, tại vì nó khá là nhiều quá nên là mình muốn đẩy đi cho nó nhanh á, thì mình sẽ có cái chương trình mua một tặng hai cho sản phẩm này. Thì ví dụ như cái giá của nó là 1.575.000 thì mình sẽ được mua một đôi này, mình tặng thêm hai đôi nữa, mình có thể lấy ba đôi hoặc là mình lấy những cái sản phẩm khác ở trong shop, chứ không nhất thiết là phải lấy cùng một lúc ba đôi giống nhau ha. Miễn làm sao mà cái những cái đôi mình lấy thì nó bằng giá nhau là được, thì có nghĩa là mình chỉ trả tiền cho một đôi nhưng mình mua được cái hai đôi khác miễn phí ha. Còn chương trình cụ thể áp dụng như thế nào các anh chị cứ bấm vào cái gửi tin nhắn thì sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ. Cảm ơn các anh chị.